Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3, sách kết nối tri thức qua sách và bài tập. Bài 26 tiết 2. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 1, tính 57 chia cho 3. Rồi, đây các em chia từ bên trái sang bên phải. Các em lấy 5 chia cho 3 trước. 5 chia 3 được mấy? Được 2 đúng không? À không. Bởi vì 2 nhân 3 nó bằng 6. Mà đây chỉ có 5 thôi. 2 không được, vậy các em giảm xuống, các em lấy 1. 1 nhân 3 bằng 3. 5 trừ 3 bằng 2. Điều này có nghĩa là 5 chia 3 được 1 và dư 2. Để tiếp tục chia, các em hạ 7 xuống. Ta có 27. 27 chia 3 được được 9. 9 nhân 3 bằng 27. 27 trừ 27 bằng 0. Vậy 57 chia 3 bằng 19 và dư 0. Phép chia có số dư bằng 0 thì phép chia này ta gọi là phép chia hết. Rồi, bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập này nhé. Tiếp theo là 58 chia 2. 5 chia 2 được mấy? Được 3 đúng không? À không đúng. Bởi vì 3 nhân 2 bằng 6. Mà ở đây chỉ có 5 thôi. 3 không được thì các em hạ xuống một đơn vị, các em lấy 2. 2 nhân 2 bằng 4. 5 trừ 4 bằng 1. Tức là 5 chia 2 được 2 và dư 1. Để tiếp tục phép chia thì các em hạ 8 xuống. Được 18. Lấy 18 chia 2 bằng 9. 9 nhân 2 bằng 18. 18 trừ 18 bằng 0. 86 chia 7. 8 chia 7 được 2. Được 2 đúng không? À không đúng. Bởi vì 2 nhân 7 nó bằng 14 cơ. Mà đây chỉ có 8 thôi. 2 không được thì các em lấy 1. 1 nhân 7 bằng 7. 8 trừ 7 bằng 1. Hạ 6 được 16. 16 chia 7 được mấy? Được 3 đúng không? À không được. 3 nhân 7 nó bằng 21. Mà ở đây chỉ có 16 thôi. 3 không được thì các em hạ xuống 2. Các em cứ hạ đến khi nào được thì thôi. 2 nhân 7 bằng 14. 16 trừ 14 bằng 2. Vậy 86 chia 7 bằng 12 và dư 2. Rồi tiếp theo là 65 chia 4. 6 chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 6 trừ 4 bằng 2. Hạ 5 được 25. 25 chia 4 được mấy? Được 7 đúng không? À không được. 7 nhân 4 bằng 28. Mà đây chỉ có 25 thôi. 7 không được thì các em hạ xuống, các em lấy 6. 6 nhân 4 bằng 24. 25 trừ 24 bằng 1. Vậy 65 chia 4 bằng 16 và dư 1. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Đúng các em điền là D mà sai thì các em điền là S và ô trống. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video. Các em thực hiện các phép chia này ra giấy nháp. Sau đó là các em đối chiếu xem là các phép chia ở đây
đã thực hiện đúng hay là sai. Rồi trước hết là câu A. Các em tính ra giấy nháp 39 chia 3. 3 chia 3 được 1. 1 nhân 3 bằng 3. 3 trừ 3 bằng 0. Hạ 9. 9 chia 3 được 3. 3 nhân 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. 39 chia 3 bằng 13. Rồi cách thực hiện phép chia và kết quả ở phép chia này là hoàn toàn đúng. Các em điền chữ D. B. 35 chia 2. 3 chia 2 được được 1. 1 nhân 2 bằng 2. 3 trừ 2 bằng 1. Hạ 5 được 15. 15 chia 2 được được 7. 7 nhân 2 bằng 14. 15 trừ 14 bằng 1. 35 chia 2 bằng 17 và dư 1. Ở đây bằng 12, dư 1 là sai đúng không? Sai. C. 89 chia 5. 8 chia 5 được được 1. 1 nhân 5 bằng 5. 8 trừ 5 bằng 3. Hạ 9 được 39. 39 chia 5 bằng 7. 7 nhân 5 bằng 35. 39 trừ 35 bằng 4. Các em nhớ là số dư thì bao giờ cũng phải bé hơn số chia nha. Ở đây số dư là 4, bé hơn số chia là 5. 89 chia 5 bằng 17 và dư 4. Rồi ở đây đúng rồi. D. 53 chia 4. 5 chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 5 trừ 4 bằng 1. Hạ 3. 13 chia 4 được 3. 3 nhân 4 bằng 12. 13 trừ 12 bằng 1. 53 chia 4 bằng 13 và dư 1. Rồi như vậy là câu D là đúng rồi. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Nam chia đều 60 quyển truyện vào 4 ngăn của giá sách. Hỏi mỗi ngăn chứa bao nhiêu quyển truyện? À, 60 quyển truyện được chia đều vào 4 ngăn. Vậy ta có phép chia là 60 chia 4. Được chưa? Các em viết câu trả lời. Mỗi ngăn chứa số quyển truyện là 60 quyển truyện chia đều vào 4 ngăn. Ta có phép chia là 60 chia 4. Các em tính giúp thầy giáo xem kết quả bằng bao nhiêu. 6 chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 6 trừ 4 bằng 2. Hạ 0 được 20. 20 chia 4 bằng 5. 5 nhân 4 bằng 20. 20 trừ 20 bằng 0. Vậy 60 chia 4 bằng 15. Ở đây là 15 quyển. Các em đáp số là 15 quyển truyện. Bài tập số 4. Bác An chia đều 40 cây kẹo cho 3 bạn nhỏ thì còn dư ra mấy cây kẹo? À, muốn biết là 40 cây kẹo này chia đều cho 3 bạn còn dư ra mấy cái thì các em phải thực hiện phép chia là 40 chia 3. Được chưa? Các em thực hiện phép chia 40 chia 3 ra giấy nháp xem kết quả bằng bao nhiêu. 4 chia 3 được 1.
1 nhân 3 bằng 3, 4 trừ 3 bằng 1, hạ 0, được 10, 10 chia 3 bằng 3, 3 nhân 3 bằng 9, 10 trừ 9 bằng 1, vậy 40 chia 3 bằng 13 và dư 1, bằng 13 và dư 1. Vậy ta nói bác An chia đều 40 cái kẹo cho 3 bạn thì còn dư ra 1 cái kẹo. Đáp số là 1 cái kẹo. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.